Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với một cái video clip nữa của Justin. Ngày hôm nay mình muốn ngồi nói chuyện với các bạn về Experience Tree và những cái dự đoán của mình về Experience Tree trong thời điểm sắp tới. Thật sự ra cũng lâu lắm rồi mình không có làm cái video nào nói về Experience Tree hết. Và cái video này thì mình không có chuẩn bị trước một cái kịch bản hay là một cái nội dung gì hết. Mình chỉ muốn ngồi đây và nói chung là nghĩ ra cái gì thì nói cái đó thôi. Trước tiên là mình muốn nói về cái chương trình cái Postgrad Work Meet cho những bạn nào chưa có biết. Là chính phủ họ đã gia hạn, họ đã có chương trình gia hạn cho các bạn nào cái Postgrad Work Permit sẽ hết hạn vào trong năm nay, thì những bạn nào mà được nằm trong cái danh sách đó thì họ sẽ tự động gửi email cho mình và mình xác nhận lại cái địa chỉ với họ và đúng mọi thông tin hết thì họ sẽ tự động gửi cái Work Permit về. Thì các bạn có thể lên trang web chính thức của IRCC để mà coi thử coi là mình có nằm trong cái diện mà được họ gửi tự động cái Work Permit về hay không. Nếu các bạn nằm trong cái diện đó thì các bạn không cần phải làm gì cả, chỉ chờ họ gửi về thôi và không cần phải tốn tiền để mà nộp hồ sơ hoặc là tốn tiền cho bất cứ một dịch vụ nào để làm cái việc đó. Cái diện đó là cái diện đầu tiên mình muốn nói. Cái vấn đề thứ hai là nhiều bạn cũng quan tâm rất là nhiều về cái TR2PR mà nhiều bạn đã bàn luận với nhau là sẽ có một chương trình TR2PR mới. Thì đúng là từ đây tới cuối năm và mình nghĩ khả năng là trong tháng 9 sẽ có một chương trình giống như TR2PR hồi năm 2021. Nhưng mà theo cá nhân mình nghĩ cái TR2PR này nó sẽ không có dễ dàng như là hồi năm rồi. Nó sẽ tạo cái cơ hội dễ dàng hơn cho những bạn nào đang học tập, đang đi làm ở trong Canada. Tại vì theo như các bạn cũng biết á, là Experience Tree họ ngưng một thời gian rất là dài và họ mới kéo lại từ hồi tháng 6 này thôi. Và họ kéo lại với con số rất ít, mỗi một đợt kéo như vậy họ chỉ kéo có 1.500, đầu tiên 1.500 rồi 1.700, cái mỗi một đợt họ tăng lên 250 người thôi. Và tới hiện tại bây giờ thì theo mình nhớ là hình như họ chỉ mới kéo một đợt là gần nhất là 2.250 người. Và cái số điểm nó rất là cao. Và nếu như các bạn nào nhìn trong cái danh sách tổng số lượng người đang ở trong cái danh sách Experience Entry á, thì có hơn 9.000 người là có số điểm hơn 505 điểm. Thì với cái lượng kéo như vậy mỗi 2 tuần thì mình nghĩ từ đây cho tới hết năm nay cái điểm nó sẽ không thể nào xuống dưới 500 điểm được. Trừ khi họ làm những cái đợt kéo khủng khiếp hơn giống như hồi trước, ví dụ như 4.000, 5.000, 6.000 một đợt thì có thể điểm nó sẽ tụt xuống dưới 500. Và nếu như điểm nó không tụt xuống dưới 500 thì sẽ không, những bạn ở trong nước sẽ không có nhiều cơ hội để mà có thể nộp định cư được. Vì các bạn cũng biết là một cái bạn mà có profile bình thường, ví dụ như học đi từ Việt Nam qua đây học 2 năm college xong ra đi làm 1 năm tiếng Anh thì cũng ok, thì cái profile sẽ cao lắm là sẽ hơn 400 một chút xíu thôi, chứ cũng không có được lên, mình nghĩ là không có được lên tới mà 450 hay là 500 để mà cạnh tranh được với những cái profile hiện tại. Cho nên là cái chương trình Theatopia mới này có thể sẽ rất nhiều bạn mong đợi và mình hy vọng nó sẽ dễ hơn Experience Tree một chút xíu, dễ hơn chương trình CC một chút xíu, nhưng đừng có quá dễ như năm ngoái. Thật sự ra năm ngoái họ làm quá dễ đi, thì cũng may mắn cho những bạn nào đợt năm ngoái, nhưng mà theo mình thấy nó không có công bằng những bạn nào trước đó đã cố gắng rất là nhiều hoặc những bạn hơi chậm hơn một chút xíu và không được. Cho nên mình nghĩ là cái chương trình TR2PR mới này nó sẽ sử dụng cái hệ thống Experience Tree, nhưng mà nó sẽ cho cái điểm cao hơn cho những bạn nào có kinh nghiệm trong nước hoặc là có học hành trong nước trong Canada, thì họ mình sẽ được cái điểm lợi thế cao hơn và cái điểm CRS của mình nó sẽ cao hơn để mà các bạn có nhiều cơ hội hơn khi mà họ mỗi đợt bóc như vậy. Thì theo cá nhân mình nghĩ cái TR2PR mới này nó sẽ là như vậy. Đó là cái vấn đề về TR2PR. Cái vấn đề thứ ba là về cái NOC. Thì các bạn cũng biết là cái NOC nó sẽ thay đổi vào tháng 11 này. Họ sẽ không sử dụng cái hệ thống NOC nữa mà họ chuyển qua cái hệ thống TR. TR là TEER. Thì khi mà có thay đổi này thì phần lớn nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các bạn. Nhưng mà nó vì cái thay đổi này nó có tăng thêm 16 ngành nghề mới. Mà lúc trước cái sử dụng cái NOC cũ thì 16 ngành nghề này nó không có được để mà tính tích lũy kinh nghiệm cho Experience Tree. Nhưng mà với cái NOC mới này thì có thêm 16 ngành nghề mới. Thì trong cái 16 ngành nghề này thì mình thấy nổi bật nhất
mà có thể là không phù hợp cho cộng đồng Việt Nam mình, nhưng mà có thể là cộng đồng khác, đó là cái về transport truck driver, có nghĩa là những cái người mà lái xe tải. Thì lúc trước những người lái xe tải họ không có được qualify để mà nộp vô hồ sơ Express Entry, nhưng mà sau khi mà sử dụng cái block mới này thì cái kinh nghiệm của họ sẽ được tính. Thì đây là một trong những cái tín hiệu tích cực, đặc biệt nếu mà trong cộng đồng Việt Nam mình có những bạn nào làm cái công việc truck driver là lái xe tải. Ngoài ra thì có 3 ngành nghề mà họ sẽ không có qualify nữa. Trong đó nổi bật nhất là cái ngành mình nhớ là cái về instructor với program leader, có nghĩa là những người làm về huấn luyện những cái liên quan tới thể thao, những liên quan tới giải trí này nọ thể thao đó. Thì nếu những bạn nào đang làm trong cái lĩnh vực thể dục thể thao, làm hướng dẫn viên hay là làm quản lý gì đó, thì các bạn phải để ý coi, các bạn lên trên trang web của ICC, các bạn tìm hiểu thôi từ cái công việc mình đang làm sau tháng 11 này nó có bị ảnh hưởng hay không, có nghĩa là cái kinh nghiệm của bạn có thể với cái knock mới này nó không còn phù hợp để mà apply cho Express Entry nữa. Thì cái đó là cái một trong những cái mà mình thấy là có thể có ảnh hưởng nhiều nhất. Và vì cái sự thay đổi này, cái knock này nó áp dụng vào tháng 11, nhưng mà những cái chương trình Express Entry nó sẽ kéo theo cái knock mới vào năm 2023 lần. Cho nên những bạn nào mà còn nằm trong năm nay á, thì mình vẫn ok, mình vẫn không có cần phải quan tâm tới nó nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ bắt đầu áp dụng cái knock mới vào đầu năm 2023, thì lúc đó nó mới có ảnh hưởng nhiều. Và cái thứ tư mình muốn nói tới các bạn đó là cái Bill C-19. Cái Bill C-19 này là một trong những cái bill nó đã được thông qua, được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2022. Và cái điểm lớn, cái điểm nổi bật nhất của cái Bill C-19 này là nó trao cái quyền hạn cho Bộ trưởng Bộ Di trú có quyền chọn ra những cái ngành nghề nào mà ông cảm thấy, hoặc là cái sở di trú chính phủ hay sở di trú cảm thấy là cần nhất cho Canada trong cái thời điểm đó, và họ sẽ ưu tiên cho ngành nghề đó trước. Nói trên bề mặt hết, mình nghĩ cái này sẽ rất là ok. Vì có thể là họ cần nhân viên y tế, họ cần những người đi làm server, những người đi làm trong chợ, hoặc những người gì đó, những công việc gì đó mà nó cảm thấy là Canada đang bị thiếu, thì họ sẽ ưu tiên cho những ngành nghề đó được có cái điểm cao hơn và được bốc thăm trước. Thật sự ra đối với Ontario thì họ đã có những cái chương trình như vậy rồi. Tuy nhiên là cái đó là chỉ cho một tỉnh bang thôi, còn cái khi mà có họ ra cái mới này thì có thể là hai cái chương trình sẽ hơi đụng nhau, và nó sẽ có nhiều, theo mình thấy là nó sẽ có nhiều cái nó sẽ không công bằng lắm cho nhiều bạn. Tại vì hiện tại bây giờ thì họ chỉ quan tâm là một con người đó có được những cái kỹ năng gì, những cái điểm số, trình độ học vấn gì chung chung hết, và họ không có chú trọng vào bất cứ một ngành nghề nào hết. Tuy nhiên là khi họ ra một cái ngành nghề, họ bóc một cái ngành nghề nào đó cụ thể, thì đương nhiên sẽ có những ngành nghề được ưu tiên hơn, và có những bạn làm những ngành nghề mà không được ưu tiên, thì các bạn phải chờ có thể rất là lâu và không biết khi nào mình mới được bóc. Thì cái đó là cái mà mình quan ngại nhất cho cái chương trình mới. Tuy nhiên thì theo mình đọc, tìm hiểu những cái công bố chính thức của sở di trú, thì ông Bộ trưởng Bộ Di trú ông cũng nói là cái mục tiêu của ông là ông muốn kéo hai chương trình song song, có nghĩa là cái Express Entry, cái chương trình chung, có nghĩa là họ chỉ dựa điểm số này nọ là họ vẫn kéo bình thường, và sau đó họ add thêm, họ cộng thêm, họ kéo thêm cái chương trình về cái ngành nghề program specific nữa, là họ kéo cụ thể là một cái đợt kéo riêng nữa. Chứ họ sẽ không kéo theo cái kiểu là họ chỉ kéo cái theo cái từng ngành nghề thôi, thì nó sẽ không có công bằng. Thì nói chung là đây là chỉ là những cái thông tin sơ khởi thôi, và cũng chưa có cái gì cụ thể, nhưng mà mình nghĩ là về lâu về dài, từ đây tới cuối năm và cho năm 2023, thì họ sẽ ưu tiên nhiều hơn cho những bạn nào đang ở trong Canada rồi. Cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng không có cần quá phải hoang mang là không biết là sắp tới cái con đường định cư mình như thế nào. Vậy mình đã lỡ chuyến đò 2021 rồi thì không biết bây giờ sắp tới như thế nào. Theo mình nghĩ là một cái điểm sáng nhất, một cái điểm tích cực nhất trong cái chính phủ Canada, thì là tất cả các đảng, cho dù là đảng nào cầm quyền hay là đảng nào đi nữa, thì họ cũng có một cái tiếng nói chung về vấn đề di trú, là thứ nhất họ rất là cần thêm người, họ rất là đồng ý để tăng thêm cái lượng người nhập cư, và cái thứ hai là những cái thay đổi trong cái Express Entry thì hầu như là không có ai lên cái tiếng phản đối hết.
Cho nên là mình, và cái nữa là họ cũng thống nhất cái vấn đề là mình ưu tiên cho những người trong nước, những người mà du học sinh hoặc những người đang lao động trong nước có kinh nghiệm, có tiếng Anh, có trình độ được đào tạo trong Canada rồi thì họ sẽ ưu tiên hơn. Thì mình nghĩ đây là những cái điểm tích cực mà cho dù sắp tới ví dụ như cái đảng của ông Trudeau không còn nắm quyền nữa mà những đảng khác lên, thì mình nghĩ về vấn đề di trú thì mình sẽ không có lo cái sự thay đổi lớn lắm. Thì các bạn nào đang trong Canada thì cứ cố gắng tập trung làm đúng cái mục đích của mình, để cho khi mà có những chương trình gì đó thì mình sẽ có cơ hội cao nhất để mà được nộp đơn vào để xin định cư. Có nghĩa là nếu các bạn đi qua du học thì các bạn cố gắng phải học hành cho đàng hoàng. Các bạn đi làm thì cố gắng làm công việc đó cho đàng hoàng, làm công việc lãnh check đàng hoàng, có những cái giấy tờ đàng hoàng. Rồi ví dụ như những giấy tờ gì mình cần chuẩn bị, nó có thời gian các bạn có thể đi thử tiếng Anh. Những cái đó là những cái bắt buộc, cho dù có chương trình nào đi nữa thì họ cũng sẽ chú trọng vào những cái như vậy. Cho nên các bạn cố gắng là lo cái vấn đề tiếng Anh, lo cái vấn đề bằng cấp, lo cái vấn đề kinh nghiệm, tìm hiểu nhiều về cái kinh nghiệm của mình, cái công việc mình đang làm, coi thử nó thuộc vào cái nóc nào, nó thuộc vào cái chức vụ nào. Và mình cũng nên nói chuyện với người chủ xem thử là cái độ willing của họ, khi họ muốn, khi mình cần những giấy tờ từ họ thì họ muốn họ sẽ giúp đỡ mình được tới cỡ nào. Tại vì mình gặp rất là nhiều trường hợp ha các bạn, mình không hiểu tại sao nhưng mà có nhiều bạn gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ cần những giấy tờ cực kỳ đơn giản từ chủ, mà người chủ họ lại rất là kiểu như là làm khó trong vấn đề đưa những giấy tờ đó. Ví dụ như các bạn đã làm ở đó một thời gian và muốn chủ xác nhận cái công việc đúng công việc mình đang làm, nhưng mà họ chủ lại gây khó dễ, họ không làm. Thì các bạn nên tìm hiểu và có cái cuộc nói chuyện với chủ về cái vấn đề của mình, nếu các bạn nào nằm trong hoàn cảnh đó, và nói chủ biết là tới lúc cái mình tới cái thời điểm đó thì mình sẽ cần những giấy tờ như vậy. Ngoài ra thì những cái giấy tờ về trình độ học vấn, nếu các bạn nào có học vấn ở ngoài nước thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị trước. Nếu mà cần làm quest, cần xin những cái giấy xác nhận công việc ở Việt Nam, có những cái giấy tờ giống như là bảo hiểm xã hội hay là những giấy tờ chứng minh cái kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước, ở Việt Nam hay ở Singapore hay ở bất cứ đâu các bạn đã từng đi làm rồi, thì các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ đó. Khai thuế ở trong nước cho đầy đủ, giữ là những cái pay stub cho đầy đủ, giữ là những cái gì mà có thể chứng minh cái kinh nghiệm của mình, để mà mình không biết được cái chương trình sắp tới nó sẽ như thế nào và họ cần những thứ gì, nhưng mà cái tốt nhất mà mình có thể làm ngay từ bây giờ đó là cái chuẩn bị. Cho nên các bạn cố gắng chuẩn bị, đừng có quá hoang mang. Mình nghĩ là con đường nào rồi mình cũng sẽ đi về La Mã thôi, mình cứ có cố gắng thì mình đi nhanh hay đi chậm rồi cuối cùng mình cũng sẽ đi tới nơi thôi. Nhưng mà quan trọng là mình phải đi cho đúng, đừng có muốn đi tắt và đừng có làm những cái tầm bậy tầm bạ, là sau này sẽ ảnh hưởng mình rất là lớn ha. Thì ok, cái video này thì mình chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, mình cũng không có chuẩn bị trước là kịch bản mình nói gì, mình chỉ suy nghĩ cái gì mình nói cái đó thôi. Thì hy vọng là sắp tới có những cái update gì mới thì mình sẽ update thêm cho các bạn, mình sẽ làm những video để mình nói thêm về cái chi tiết những chương trình sắp tới. Còn hiện tại bây giờ thì mình xin kết lại video đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ bấm like và subscribe trên cái YouTube của Justin nha. Cảm ơn các bạn. Thank you.